gì về lại lại hả? Đúng chưa? Rồi. Sáng ngày 6 tháng 7 năm 2020, Hội Hoa Đức và địa phương ấp Đồng Tâm A đã giao số tiền 500.000 đồng hàng tháng lần 4 cho hoàn cảnh 52 là bác Nguyễn Thị Thiệt ở ấp Đồng Tâm A, xã Tân Việt, huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau, do bác Lâm Khai Sanh và Sì Nhịp Cứu tài trợ. Trong lần giao tiền này, bác Lâm Khai Sanh và Sì Nhịp Cứu có tặng thêm cho bác Thiệt là 10 kg gạo trị giá 100.000 đồng. Hội Hoa Đức xin chân thành tri ân và cảm niệm ơn đức sâu sắc của quý ân nhân thật nhiều và thật nhiều. Thương chúc quý ân nhân cùng gia đình luôn luôn dồi dào sức khỏe, thân tâm thường lạc, vạn sự an khang và cát tường như ý. Và đây là 500.000 đồng ở bác lần 4. Và đây là 10 kg ạ. Tôi Nguyễn Thị Thiệt ở Đồng Tâm A. Té gãy đốt sống, đi đứng được nhờ Hội Đức giúp hội gạo tiền hàng tháng. Tôi rất cảm ơn.